Sau đây xin mời anh em bỏ ra ít phút để vào like fanpage giúp mình ha. Mình có tạo một cái fanpage trên Facebook với cái tên là Waydream TV. Cái fanpage này với mục đích là để anh em mình trao đổi với nhau, và để anh em nào không hiểu những cái vấn đề nào thì cứ inbox trực tiếp trên mình trên fanpage ha. Mình sẽ trả lời từng cái câu hỏi của anh em. Và để cập nhật những video mới nhất của mình trên YouTube thì anh em vui lòng bấm like fanpage giúp mình ha. Ở một bên góc bên phải có chữ thích thì anh em bấm thích giúp mình. Rồi, khi anh em bấm thích như thế là những video mới nó sẽ tự động cập nhật trên Facebook cho anh em luôn. Là khi anh em bấm vào những cái đường link trên Facebook đó sẽ dẫn anh em vào cái kênh YouTube của mình để xem những video mới nhất của mình vừa xuất bản ha. Rồi, cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và sau đây xin mời anh em xem tiếp tục video. Hello anh em, chào mừng anh em trở lại video mới nhất của mình trong ngày hôm nay. Thì video hôm nay mình chính thức mình sẽ review về chiếc quay của mình nha anh em. Chắc cũng có khá nhiều anh em trong thời gian vừa qua cũng đã mong chờ cái video này rất là nhiều. Cho nên hôm nay nhân dịp ngày mùng 1 Tết luôn, mình sẽ ra video trong ngày hôm nay luôn cho anh em xem. Rồi, tổng quan chiếc quay của mình thì cái trailer vừa rồi chắc có thể là anh em cũng đã xem rồi đúng không? Thì theo những cái hình ảnh đăng tải và những cái clip trên trang Facebook của mình thì chắc có nhiều anh em cũng đã biết về chiếc quay này mình dọn theo cái phong cách như thế nào rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về một phần thôi rồi mình sẽ quay cận cảnh lên cho anh em xem. Thì anh em thấy dàn chân trước là mình đi heo Rainbow, hai bit đối xứng logo lớn, đĩa Rainbow và một vài con ốc Titan ha. Dàn chân trước là niền Excel Cam Nova, vỏ Michelin City Roll. Phần phía giữa là Mobin Phyto 7004, dây tăng áp NGK, bình rim lùng 125 và có bô Titan. Về phần bánh sau thì phuộc nai vẫn là vỏ Michelin, niền Excel Cam Nova ha, và đi cái máy đùm Future 2. Còn về cái phần mà chế cái máy đùm Future 2 thì cũng có nhiều anh em hỏi mình rồi, mình xin sẽ trả lời sau video khác ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành quay cận cảnh cho anh em xem. Phần mặt trước là hiện tại là mình đang đi cùng Honeywell anh em. Đó, cùng Honeywell full chức năng. Bao tay Arita và gù inox nha anh em. Đó, cái gù full inox luôn, mình lấy nét cho anh em xem. Và trên đây là đồng hồ Uma Ethan 10 anh em. Cũng có nhiều anh em là hỏi mình về cái sợi dây mà chuyển đổi này, thì cái dịp gần Tết thì nó dây nó không có về kịp nên mình không có làm nha anh em, mong anh em thông cảm. Đó, mình câu mọi chức năng như zin hết. Và hiện tại mình đang đi điện bình từ cục sạc của Acceptor 150 anh em. Đó, nó đang báo volt hiện tại là 12,9V. Đá đèn là đổi màu, anh em thấy không? Tiếp theo đây là cái cụm tăng của Domino nha anh em. Mình đã gắn, mình đã khoét nhựa chỗ này luôn nè, anh em thấy không? Khoét nhựa đút vào đây luôn. Đó, và trên đây là hai cái ốc dầu Titan và nắp dầu Titan. Về cái phần mà chế cái cụm tăng này đó là mình đã cắt một phần nhựa của cái bờ cổ và một phần nhựa của cái vỏ đầu rồi luôn nha anh em. Để mình dời cái này nó sát vào đây. Chứ mình không có gắn như những cái shop khác là gắn nó lú vào ngoài đây là nó sẽ không có cân bằng cái ghi đông cho anh em chạy ha. Là khi anh em chạy là sẽ bị một ghi đông một bên thấp, một bên ngắn, bên dài. Và đây là tay thắng của Cirrus, mình đã gắn hoàn chỉnh trên xe này. Đó, những cái tay này nhìn vô rất là đẹp ha anh em. Vì đi cái cụm của thằng X110 này cho nên ống ga dưới này mình không có gắn được, nó đang bị cấn cái tay thắng này cho nên mình chỉ gắn một ống ga thôi nha anh em. Đó, nhìn rất là đẹp. Anh em thấy không? Nhìn rất là thẩm mỹ ha. Rồi, bóng đèn thì mình chuẩn đi bóng zin thôi, mình không có thay đổi gì hết. Chá là cũng vẫn là chá zin. Ốc thì mình đi full Salazar anh em. Chắc cũng có khá nhiều bạn là đang mong chờ nhất vào cái video mình review cái xe của mình về cái phần đĩa trước này. Và hiện tại mình đang đi là cái đĩa Rainbow Oversize, full ốc Titan và một cái heo Rainbow. Đó. Thì cái phần này là mình đã hạ phuộc xuống tầm khoảng 3 phân anh em, mình hạ xuống khúc vô đây nè. Cho nên nó đã mất đi một cái phuộc chỗ này rồi ha. Và căm thì mình rút căm trong. Rút căm trong hết. Rút căm trong toàn bộ, anh em nhìn những cái chân căm này nè là anh em đã thấy là biết mình đang rút căm trong. Ha, bánh thì ngay giữa, mình căm ngay giữa, đúng ngay giữa luôn nè, anh em thấy không? Rồi. Thì về cái phần cái đĩa này đi thì hiện tại bây giờ bố tại con heo này mua heo cũ.
cái bố nó ăn chưa có đều anh em, nó đang khuyết một cái phần đẻ chỗ này và nó đang ăn trong này. Sau này mình chạy một thời gian nó sẽ mòn cái bố mình, nó sẽ ăn đều cái đẻ này ha. Đó, anh em thấy cái combo này mình lên xe nhìn rất là đẹp không? Và đây là con ốc van vòi. Ốc van vòi hiện tại mình đang đi là ốc này, ốc nhôm hình bê tông, mình cho anh em xem luôn. Đó, hình bê tông nha anh em. Nhìn rất là đẹp. Tại vì mình không có đi mấy con ốc titan, tại vì titan lâu ngày nó sẽ xuống màu anh em. Đó, cho nên là mình đi những cái con này đơn giản thôi. Mình ốc xe mình đa số mình chỉ đi là full Salaya. Còn cái dàn đĩa trước thì mình chỉ đi mấy con đĩa cho nó tạo ra cái điểm nhấn thôi, để cho anh em dễ nhìn ha. Rồi. Vỏ trước là vỏ Michelin CTR. Phiên bản là mình đi là 60 70 ha, vỏ trước là 60 90 17. Vỏ sau là 70 90 17. Cam Nova. Và cái này Excel là người ta quảng cáo là không có tróc chữ nha anh em. Để mình tạo cho anh em xem. Anh em thấy không? Không tróc chữ ha. Về cái bát dây dầu thì mình đang đi cái bát dây dầu Titan. Và con ốc chỗ này mình đang đi ốc Salaya, mình đi full Salaya hết nha anh em. Nè, kể cả con ốc này, ốc vàng áo. Ốc vàng áo là mình sẽ đi con ốc lớn. Còn những cái con mà những cái chi tiết nhỏ thì mình sẽ đi ốc nhỏ nha anh em. Và quay qua tới bên đây. Quay qua đây là chắc là cũng một cái siêu phẩm anh em rất là mong chờ. Đó chính là Mobin Phyto 7400. Theo mình đoán là cũng sẽ có rất nhiều anh em muốn biết về cái cục Mobin Phyto 7400 này nó đi là như thế nào ha. Vậy cái phần những cái phần mình đang đi trên xe là gồm IC Cozy và Mobin Phyto 7400 này. Thì cái cục này đi vô là đi chung với cục mà Cozy á, là nó rất là nhẹ xe anh em, lên ga rất là ngọt. Nhưng mà có một cái là nó đề hơi khó nổ. Đó, theo mình cảm nhận là như vậy. Tại vì những cái IC Mobin mình đậu vô là nó đề hơi khó nổ một xíu, tại vì nó đang ép cái máy mình nó mở tua nên là nó đề hơi khó nổ. Và cục máy này mình đã tẩy hoàn tất là nó sẽ trắng như thế này nha anh em, nó không ra ten nhôm ha. Rồi, bình vẫn mới đi cái bình rim lùng 125. Còn cái dây tăng áp này là không phải nó đi theo cái Mobin này nha anh em, dây tăng áp là riêng. Dây tăng áp này là dây tăng áp NGK là mình mua đã luôn lúc trước rồi. Cái chỗ này nó có một cái đầu nối đây, nhưng mình không nối, mình gắn trực tiếp vậy luôn. Cái dây nó đi từ mobin xuống cái buji nó càng ngắn thì cái tốc độ đánh lửa nó càng nhanh nha anh em, chứ không có cái xe nào mà cái cọng mobin này mà nó dài hết trơn á. Bởi vậy khi mà nó dài là nó sẽ đánh lửa nó lâu hơn, nó không có tốt mà ngắn như thế này. Và mình sơn xi lại toàn bộ, kể cả củ đề mình sơn mình xi lại luôn, xi lại toàn bộ ốc. Rồi mình ốc nào là mình sử dụng lại á, đa số những ốc mình sử dụng lại là những con ốc 8 ly, 10 ly mới sử dụng lại. Còn đa số 6 ly mình thay Salaya hết. Kể cả những con ốc mái như này nè, ốc nắp bướm nè, mình thay toàn bộ Salaya hết. Ốc co xăng nè, co xăng dưới, co xăng trên. Và cái chỗ này mình làm một cái bát, bắt bắt xuống đây, mình bắt cái cục mobin nằm ngay đây nha anh em. Tại vì bắt cái chỗ này nó sẽ cấn co xăng, rồi nó cấn mấy cái đường dây điện được luôn hết trơn á. Mình phá cách chút xíu, mình bắt giống cái kiểu của cái thằng mobin mà đây là nó nằm xuống như vậy. Nhưng tiếc cái là chỗ này nó phải cái co này nó cong 90 độ qua đây là quá tuyệt vời. Rồi, về phần tiếp theo là cái phần bên đây. Cho anh em xem, đây là giò đạp Tekawa, hàng phát nha anh em, không phải hàng riêu đâu. Xe mình dọn là những cái phần nào đáng riêu thì mình riêu, còn cái phần phát thì mình sẽ sử dụng phát ha. Ốc mâm lửa. Ốc này là mình sử dụng ốc titan ha, mình có luôn một con ốc Salaya luôn, mình chưa sử dụng. Và full cái dàn ốc lốc máy là ốc Salaya hết toàn bộ. Đó. Và đây rồi giò đạp Tekawa. Cổ bô thì mình sử dụng cổ bô Titan. Cổ bô Titan ha, chạy nóng nó sẽ lên màu. Còn những cái phần chỗ này đó là khi mua là người ta sẽ lên màu cho mình luôn ha. Và mình nói luôn về cái phần cái giò đạp Tekawa này là đa số anh em gắn là chỉ gắn cho đẹp thôi nha, chứ đạp không được. Đạp là nó sẽ cắn vô cái gắt chân, cái cắn vô chỗ này nè. Và xuống này nó sẽ cắn vô bô luôn, cho nên gắn chỉ đo đẹp thôi chứ không đạp được. Muốn đạp được thì anh em gắn vào đạp zin ha. Rồi. Và đây là trái xá xị của lò hút hơi mình đúc ngược về đây. Và những cái con ốc này mình sử dụng lại. Mình sử dụng lại từ những cái vơ khoảng 3 năm trước. À, những cái ốc này mình thay mới toàn bộ. Saraya. Còn gắt chân.
Gác chân này mình sử dụng gác chân là tiết tót nhôm ha. Nè, em thấy không? Rất là nhẹ ha. Rồi. Đây là mình sử dụng cái con mà long đành cô sô và dưới đây là ốc salaya. Bô thì mình đi bô 110 đít đen. Bô 110 đít đen ha, đi cho nó thoáng mái. Và phục mình sử dụng là vẫn là phục cặp phục nai. Cặp phục nai là phục nai zin lúc trước mà cái phiên bản mà mình đi mưa mình cắt á, mình lấy cái này ra mình sử dụng lại ha. Tại lúc mình đi mưa mình sử dụng cặp phục nai mình mua với giá khoảng 180 ngàn mình sử dụng đỡ. Và sau này mình sử dụng lại. Chắc anh em theo dõi cái Facebook của mình bao lâu nay, chắc anh em cũng đã biết về cái vơ khoảng 3 năm trước là mình đi cái tem quay giấy ghét là tem lô ha, tem ba lớp, còn cái tem hiện tại bây giờ mình đang đi đây là tem zin. Tem zin này cái giá ngoài thị trường nó tầm khoảng 650 ngàn, công dán này nọ rồi khoảng 100 ngàn tới 150 nữa nha anh em. Và đây là bộ tem mình đang đi là tem zin, và cái tem ba lớp trước mình đã tháo, mình lột, mình giục rồi. Còn về cái phần bánh sau thì hiện tại mình đang đi là cái máy đồng phu chờ hai các anh em, quay rất là nhẹ xe, anh em thấy không, rất là nhẹ. Mà canh khi anh em gắn cái máy đồng phu chờ hai này và anh em đi luôn cái cùi dĩa, mình nói là cùi dĩa của QS110 thì nó anh em phải chịu khó canh chỉnh vớt đồ tùm lum hết nha mới gắn được như vậy. Và cái càng thắng bên phía dưới mình đang đi là cái càng thắng inox 304, càng thắng lò xo núm chỉnh rồi đi full inox hết, và cái bát tăng sen luôn, bát tăng sen nhôm nha anh em, nhìn rất là đẹp, đi rất là sáng xe ha. Rồi phục nai, cái máy đồng vuông chừ hai này nó cũng có lợi và cũng có hại nha anh em. Nó có lợi là khi anh em gắn về thì nó rất là đẹp, còn về cái phần nó chỉ lợi về cái phần đẹp thôi. Còn cái hại của nó là khi anh em mà thay ruột á là bắt buộc anh em phải tháo luôn cái cặt te và anh em rút cái bánh và anh em lấy cái ruột ra được nha. Tại vì khi thay ruột là thợ nó sẽ có cái cục canh ngay chỗ này nè, là thợ nó sẽ gõ cho rớt cái cục canh xuống và nhét cái ruột rồi, cho nên là không, cái này không có xài cục canh cho nên là bắt buộc phải tháo má đầm ra mới bỏ ruột ruột vô được nha anh em. Rồi mình nãy giờ mình đã review về nửa bên rồi, tiếp theo là nửa bên đây nha anh em. Gấp cặt te là mình thay mới toàn bộ 100%, mình không có sơn lại gấp cặt te. Nên là tại vì gấp cặt te cũ mình nó đã mớp rồi, nó xét rồi, nó mục này nọ nên mình bỏ luôn ha. Đi gấp cặt te mới. Đây là núm núm đậy cặt te của inox 304 ha. Ốc ốc bát cặt te inox 304 hết. Mình đi toàn bộ, đây là bát tăng sơn. Về gắn cái bát tăng sơn này thì nếu anh có nó có bát tăng sơn này nó có nhiều loại, anh em mua thì nếu cái nào mà anh em gắn vừa hai cái này thì thôi, còn nếu không vừa là anh em bắt buộc phải lấy máy khoan móc hai cái lãnh này cho nó rộng ra một xíu ha, mới gắn được ha, gắn vào nó mới sát. Đó, còn cái con ốc bên dưới này cũng xài ốc Salaya luôn anh em. Về phần dàn chân này thì mình sơn lại toàn bộ hết, anh em thấy không, sơn lại toàn bộ mới bóng hết. Lò xo chống nghiêng là mình sử dụng cái lò xo inox 304 luôn anh em, còn lò xo chống đứng thì mình lại sử dụng lò xo zin, tại vì mình có mua nhưng mà cái lò xo 304 này nè nó yếu quá, mình gắn cái chống đứng vô là khi mình đá chống đứng lên là cái chống đứng nó sẽ sải xuống nhà, nó không có sát lên được, cho nên bắt buộc mình phải là xài lò xo zin ha. Còn ốc này thì ốc vẫn là ốc cũ mình đi, mình đánh lại, mình làm lại, mình đánh lại hết là nó mới như mới liền. Cần số mình vẫn sử dụng cần số cũ anh em, vì cần số là cần số quay thái cho nên là cái chất liệu si nó rất là tốt, mình đi trong cái mùa mưa đợt trước là nó không bị gì hết, mình chỉ sử dụng là auto son mà đánh lại thôi. Còn ốc qua lăng băm lửa này vẫn là ốc Salaya inox 304, ốc dàn áo full ốc Salaya hết toàn bộ. Về phần cục máy này thì mình tẩy ha, mình tẩy lại, mình sơn cái ống này lại, mà do mình mua nhầm cái chai sơn của ATM mà sơn chống cháy, nó sơn chất liệu sơn nó xấu quá. Đúng ra mình sử dụng cái sơn mà sơn chống cháy của Thái á, tầm 80 ngàn chai, chai đó rất là tốt nha anh em. Càng thì mới đi càng đôi, càng Denso càng đôi, có sử dụng Rela nha anh em. Một cái mình gắn trên mặt nạ, một cái mình gắn chỗ này. Đó, cái này là mình xi lại luôn toàn bộ hết. Xi lại hết. Full inox hết nha anh em.
ống xăng mình sử dụng ống xăng BU, ống xăng nào? Về cái phần căm trước thì rút căm trong là như thế này đó anh em có tham khảo rút căm trong gì đó thì anh em rút như thế này ha, là quay chân căm vô hết cho nên nó mới không khả cái mặt trong của con heo này, đó là toàn bộ. Video này mình sẽ kết thúc tại đây nha anh em, nếu thấy hay nhớ like, share và subscribe kênh của mình để cập nhật những video mới nhất để ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Nhân dịp năm mới, năm Tân Sửu 2021, kính chúc anh em dồi dào sức khỏe và nhớ subscribe ủng hộ mình nhiều hơn trong năm vừa qua. Cảm ơn anh em, tân chào anh em.